Chào mừng các bạn đã đến với podcast Out of Office, chiếc podcast kể về những trải nghiệm du lịch và truyền cảm hứng dịch chuyển đến mọi người. Khách mời hôm nay là Vi, hiện đã và đang làm tại ba công ty logistics hàng đầu ở Việt Nam. Tuy luôn bận bịu nhưng Vi luôn dành thời gian để có thể khám phá những chỗ mới mẻ. Và hôm nay mình rất hân hạnh được chào đón Vi trên chiếc podcast này. Chào lên với các bạn, mình là Vi. Thì mình đang làm nhân viên văn phòng ở một công ty logistics. Mà ngoài công việc ví dụ là vẽ tranh, làm gốm, những cái thứ về nghệ thuật mà cần sự khéo tay á, hoặc là có nhiều thời gian hơn nữa thì mình đặc biệt thích đi du lịch. Đặc biệt là mình thích đi du lịch tới những cái nơi hơi xa trung tâm, không quá xô bồ, không quá đông đúc thị trường và nó gần với thiên nhiên. Cảm ơn những chia sẻ của Vi. Hồi nãy Vi có nhắc đến là những chỗ xa trung tâm, vậy thì Vi có thể kể về cái chuyến du lịch gần đây nhất mà Vi đã đi được không? Gần đây nhất đã đi là mình đi hồi đầu năm nay. Là chuyến đi đó cũng khá là ý nghĩa với mình, tại vì đó là chuyến đi honeymoon. Sau khi mà vợ chồng mình lấy nhau thì đợt đó là mình đi lên Sapa 4 ngày 3 đêm. Thì có trải nghiệm qua hai homestay cũng khá là xa trung tâm thị trấn Sapa, cho nên là chỉ có chơi trong homestay thôi. Cho nên là mình đã kết hợp đi hai cái, một cái xa trung tâm và một cái gần trung tâm, để mình có thể đi ăn, đi uống, đi chơi những cái thứ chợ đêm Sapa nè, hoặc là đi giao lưu với đồng bào dân tộc. Vì đặc biệt là có tình cảm với rừng núi, với thích núi hoặc là thích biển. Và nếu mà nói về rừng núi, cảnh đẹp thiên nhiên thì Vi nghĩ là vùng rừng núi phía Bắc của Việt Nam là một nơi rất đáng để tham quan du lịch. Thì hồi xưa Vi có cơ hội để đi Hà Giang, Đồng Văn, cái cung Tây Bắc rồi, cho nên là nhưng mà vẫn còn thiếu Sapa, cho nên là đợt vừa rồi là Vi quyết định đi Sapa để hoàn thành cái cung còn lại. Vậy thì những điểm gì ở rừng núi khiến Vi cảm thấy mình thích được đi đến những nơi này và khám phá? Thứ nhất là khí hậu ở vùng rừng núi thì thường rất là trong lành, mát mẻ hơn là Hồ Chí Minh nhiều. Thứ hai nữa là cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thì mỗi lần mà Vi đứng trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ thì Vi thấy kiểu như là mình được thư giãn, mình được thả lỏng và mình vượt vào với thiên nhiên. Sau những giờ làm việc mệt mỏi, mình sẽ muốn đi tới những nơi như vậy hơn là lại đi tới những cái chỗ cũng trung tâm sầm uất để ăn chơi, thì nó không có thực sự là thoải mái đối với Vi. Vậy thì trong cái chuyến đi đó, cái khoảnh khắc nào khiến Vi rất là đáng nhớ, hoặc là có một nét văn hóa nào mà Vi cảm thấy là trước giờ mình chưa có gặp những cái chuyện như thế hay không? Thực sự là chuyến đi đó cũng khá là nhiều cảnh đẹp và nhiều kỷ niệm á. Trong cái đêm đầu tiên Vi ở homestay á, thì tối hôm đó là homestay có tổ chức một cái buổi ca múa của người dân tộc, với lại là tổ chức trò chơi nhảy sạp cho khách du lịch đó. Thì Vi thấy hoạt động đó khá là ý nghĩa, làm cho mọi người tối hôm đó rất là vui. Và không chỉ có khách Việt Nam mà còn có khách quốc tế nữa, mà lần đầu tiên nhảy sạp nhưng mà họ nhảy rất là hay nha. Thiệt ra cảnh đẹp thì ở đâu cũng có, thì nó cũng khá là bình thường rồi. Nhưng mà cái này là có hoạt động của người dân tộc và chính mình được hòa vào trong cái hoạt động thường ngày của họ, biết được giá trị văn hóa của họ là gì và những trò chơi gì họ hay tham gia trong lễ hội, thì là một cái tìm hiểu văn hóa khá là hay với Vi. Những cái ca múa nhảy ở thành phố Vi thấy là nó khá dàn dựng, kiểu như là ngày nào họ cũng diễn một cái bài đó rồi, và đó cũng không phải là người dân tộc mà chỉ là những diễn viên, những ca sĩ, và họ chỉ mặc lên người bộ đồ dân tộc và họ biểu diễn cho mình xem thôi. Nó mang tính chất khá là thị trường, còn cái này là chính người dân tộc họ biểu diễn và họ rất là hồn nhiên ngây ngô, cho nên là mình cảm nhận được cái nét văn hóa của họ rõ hơn á Linh. Ngoài những cái hoạt động ca múa nhạc thì Vi còn được khám phá về mặt ẩm thực ở vùng núi, đặc biệt là ở Sapa hay không? Có một hôm á là Vi đăng ký đi trekking ở trong vườn quốc gia, thì hai vợ chồng Vi là có được một anh tour guide dẫn đi, thì có những cái hoạt động rất là hay, ví dụ như là đi sâu vào trong vườn quốc gia, nó giống như là một cái khu rừng vậy đó, nhưng mà men rừng, nó vẫn rất là an toàn, nhưng mà vẫn phải leo trèo, chờ đồ lội suối các kiểu. Rất là, cũng khá là mạo hiểm đối với một người mà ít đi leo núi như mình.
Rồi là đi vào trong sau đó thì có gặp một cái lán, trong đó có hai vợ chồng của ông bà dân tộc kia, thì ông bà làm nghề là nuôi cá hồi á, ở trên núi, là giữa rừng núi bao la như vậy luôn. Thì ông bà nuôi cá và ông bà sẽ một phần cá thì ông bà sẽ chuyển ra ngoài trung tâm để bán cho khách du lịch, một phần thì ông bà để lại để nướng trực tiếp cho những người mà tour guide dẫn đến, cũng như là du du lịch tại chỗ á. Thì là ông bà có một cái hồ nuôi cá hồi ở ngay đó luôn, thì ông bà chia sẻ là họ dùng nước suối thượng nguồn á để nuôi cá, cho nên là cá rất là sạch, nước rất là trong, không hề là có tạp chất ô nhiễm gì hết. Kể cả thức ăn họ cho cá ăn cũng đảm bảo, cho nên là cá rất là tươi, dai và ngọt, đảm bảo an toàn vệ sinh, chứ không như những cái cá ở ngoài nhà hàng hay là thị trường mình ăn. Thì bữa đó là Vi có may mắn được bác chủ nhà với lại anh tour guide là chế biến cho cái món cá hồi nướng bếp than hồng, ăn với bánh mì và salad rau củ. Thì chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng mà cảm thấy rất là ngon. Có thể là do một quá trình dài trèo đèo vượt suối cho nên là lúc đó cũng khá đói bụng rồi. Nhưng mà thật sự cái cảm giác Vi nhớ về lúc đó là rất ngon. Rồi xong ông bà cũng sẽ chỉ cho mình những cái thứ, những cái chỗ đẹp ở trong chỗ đó để mình tham quan. Rồi sau đó Vi còn được trèo súp ở trên hồ Xéo Mít Tỉ. Thì wow, thực là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ của Vi luôn. Cái hồ nước rất là đẹp luôn nha, rộng và yên tĩnh, giống như là chỉ có một mình giữa đất trời thiên nhiên vậy đó. Và Vi với bạn cùng đi thì chèo cho một chiếc súp nhỏ bé, rất là tận hưởng. Có phải lúc đó là mình cảm giác giống như là mình rất nhỏ bé giữa thiên nhiên rộng lớn và hùng vĩ đúng không? Chính xác luôn đó Linh, đó là cảm giác mà Vi luôn muốn tìm kiếm mỗi khi mà Vi đi du lịch đó, đặc biệt là đi tới những cái vùng thiên nhiên xa xôi như vậy. Ngoài con người nè, xong rồi ẩm thực nè, xong rồi cảnh đẹp cũng có nè. Có những cái va chạm nào với người bản địa hoặc là một cái kỷ niệm nào tiếp xúc con người mà Vi nhớ ở vùng đất đó nữa không? Kỷ niệm tiếp xúc con người hay va chạm thì Vi có, nhưng mà đó là một cái kỷ niệm tích cực chứ không phải là sốc văn hóa hay là tiêu cực gì hết. Là Vi thấy đồng bào dân tộc họ rất là thật lòng á, thật lòng hiếu khách, có gì nói đó, chứ họ không hề có một cái kiểu như một cái mindset phải làm du lịch phải lấy tiền thật nhiều của du khách này nọ. Thì cái đó là Vi rất là thích. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có những mặt trái, đó là những người mà họ cố tình cho trẻ em đi vào trung tâm xong rồi chèo kéo du khách, bán những cái móc khóa hay là những cái đồ thổ cẩm nhưng mà bán với giá rất là cao, có phân biệt giữa khách quốc tế và khách Việt Nam, với lại khi mà mình không mua cho họ thì họ khá là chèo kéo, với lại nhiều khi là buông cũng là không hay. Nhưng mà Vi nghĩ đó là một bộ phận rất là nhỏ thôi, vẫn không ảnh hưởng gì đến tình cảm của mình dành cho người đồng bào dân tộc. Cảm ơn Vi đã chia sẻ về cái chuyến đi Sapa rất là đáng nhớ đó. Thì có những cái chuyến đi nào mà mình tách hẳn ra khỏi ngoài xã hội, không tiếp xúc với con người, hay là đi tới một cái vùng rất xa mà không ai biết không? Đó cũng là một cái hướng mà Vi rất thích và Vi cũng đã từng đi một chuyến như vậy rồi. Đó là khoảng 4 năm trước. Thì Vi có đi một cái chuyến khoảng gần một tuần lên thung lũng Đạ Sa ở trên Đà Lạt, Lâm Đồng. Thì cái chỗ đó là cái chỗ cách trung tâm Đà Lạt khoảng chừng 30 đến 40 cây số. Thì nó nằm ở trong một cái thung lũng tách biệt hẳn với bên ngoài. Vì khá xa cho nên, với lại là địa hình ở đó, cho nên là ở đó thì Vi không có bắt được sóng điện thoại. Cho nên là ở đó là hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài luôn. Ai gọi tới mình cũng không nhận được và mình cũng không gọi điện cho ai hết. Chỉ đơn thuần là lên lên đó cảm nhận thiên nhiên, vui chơi cùng với những anh chị khác đi ở trong trại, với lại nấu ăn rồi không làm gì cả nhưng mà rất là vui, rất là thú vị. Không làm gì cả nhưng mà vẫn cảm thấy vui. Cái niềm vui đó là như thế nào Vi ha? Niềm vui đó giống như là nó không phải là từ bên ngoài mang tới. Bình thường á, là mình vui là do cái này cái kia tác động tới cho mình, thì mình cảm thấy vui, nhưng mà cái này là niềm vui thật sự từ bên trong mình cảm nhận được á. Mình cảm thấy hạnh phúc khi mà mình được ở đó ấy.
Vậy thì trong cái quá trình mà Vi không có xài social media nè, Vi không có nhận được bất kỳ cuộc gọi nào, thì Vi có cảm thấy điều gì khác lạ hay không? Mình có cảm thấy thiếu thốn cái nhu cầu mà được nói chuyện, được biết về những cái tin tức bên ngoài, được nói chuyện với con người hay không? Lúc đầu trước khi lên đó, Vi cũng đã biết thông tin là có thể là không liên lạc được rồi, do là không có sóng rồi. Thì cũng có một chút lo ngại là kiểu như mình rảnh quá thì sẽ đâm ra chán rồi không biết làm gì trên đó. Mà ở đến 3 ngày 2 đêm thì không biết là có chán quá hay không. Mà sau khi lên đó rồi thì Vi thấy ngược lại. Vi cũng không có cảm giác nhớ nhung gì Facebook hay là những cái social media, cũng không có nhu cầu nữa. Thực tế là sau khi ở đó rồi, lúc mà về lại trung tâm Đà Lạt đó, thì Vi còn bị sốc tiếng ồn nữa kìa. Kiểu là đang ở chỗ yên lặng xong rồi bây giờ về lại chỗ ồn ào quen thuộc của mình thì mình lại bị sốc văn hóa đúng không? Đúng rồi, kiểu như là chưa quen được ấy. Mà trong khi là Vi chỉ ở cho nó có 2 ngày thôi nha, mà nó tác động tới Vi quá lớn. Cho nên là theo một cái cách tích cực, cho nên là khi mà mình quay lại với cuộc sống bình thường của mình ấy, thì mình cảm thấy nó quá khác biệt. Chỉ có 2 ngày mà Linh cũng cảm thấy là nó mang được rất là nhiều những sự tác động rất là tích cực cho Vi. Thì trong cái 3 ngày 2 đêm, Vi có gặp những cái con người nào thú vị hoặc là có những cái trải nghiệm nào thật là đáng nhớ tại nơi đó hay không? Do đặc thù đó là không có xài được smartphone, cho nên là mọi người có xu hướng là nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và ở đó có rất là hay là có một cái bếp chung, cho nên là những người mà tới trại thì có thể nấu ăn chung nè, có thể là share cho nhau cái này cái kia. Ví dụ bạn nấu ăn thì tôi nấu cơm. Rồi có bếp lửa trại để buổi tối mọi người quây quần bên nhau. Rồi có bàn đọc sách để mọi người chia sẻ kiến thức nữa. Thì vì thấy sự tương tác giữa người với người ở trên đó nó còn nhiều hơn là ở bên ngoài. Và đặc biệt là những người mà không quen biết nhau á, thì thường ở trên thành phố mình sẽ rất ngại tiếp xúc đúng không? Mình chỉ muốn liên hệ với những người nào mình biết thôi. Còn những người nào mà mình lạ mà tiếp cận thì mình rất sợ, sợ này sợ kia, sợ là người ta không biết có tốt không, có lừa đảo gì không. Mà trên đó thì không, trên đó thì mình lại có nhu cầu là mình liên hệ, mình nói chuyện với những người lạ như vậy. Mình thấy rất là vui, giống như là mọi người chung một gia đình vậy. Linh cũng có cảm giác như là những người mà lựa chọn đến trại này thì cũng là những người rất là muốn tìm về cái niềm hạnh phúc bên trong của mình. Và đó là cái điều khiến Vi kết nối với lại những người bạn mới đó. Trong cái quá trình mà làm quen thì Vi có được biết tới những ai thật là đặc biệt hay không? Và họ có giúp được Vi thay đổi một cái suy nghĩ gì đó hay không? Hai người ở trên đó thì có rất là nhiều người tham gia, nhưng mà hai người để là ấn tượng sâu sắc nhất với Vi á, một là chị chủ của homestay đó, và hai là một người bạn cũng đi chung cái chuyến đó với Vi. Thì cái chị đó thì theo Vi biết là chị kinh doanh homestay vì đam mê, là chị chỉ tạo nên chỗ đó để mà tìm kiếm những người bạn bè mà chung sở thích, chung niềm đam mê với chị thôi, chứ chị không đặt nặng vấn đề tài chính đó. Cho nên là mới giữ, Vi nghĩ đó là một lý do mà trại giữ được chất lượng cho đến bây giờ, là nó không quá thị trường và xô bồ. Và cái triết lý kinh doanh của chị cũng rất là hay. Còn người bạn kia là Vi quen biết, là cái hôm mà Vi lên đó là người bạn đó cũng đang ở đó luôn. Thì người bạn đó lúc đầu thì cảm thấy khá là trầm tính và ít nói, kiểu như khó gần á, nhưng mà sau khi mà nói chuyện rồi thì lại cảm thấy là hợp gu, có thể nói chuyện được. Và sau cái chuyến đi đó thì tụi mình trở thành bạn và có nói chuyện, có liên hệ sau đó nữa. Vậy là những cái chuyến đi mới đến những cái vùng đó mới luôn khiến cho mình là mở lòng hơn và làm quen được những cái người mà từ đó là mình có thể là trở thành những người bạn thân thiết với nhau. Chính xác đó Linh. Quay về tí xíu, sắp biết về ẩm thực, là không biết là ở một cái nơi hẻo lánh như vậy thì những cái hôm đó thì Vi và những người bạn của mình đã nấu những món gì? Ở Sài Gòn thì nhiều khi là khi mà đói thì chỉ cần gọi Grab thôi đúng không? Vậy thì khi mà lên một cái chỗ như vậy á, thì Vi có cảm thấy khó khăn khi mà mình lúc nào mình cũng phải nghĩ đến cái chuyện là hôm nay mình ăn gì?
Nói thiệt luôn là Vi là con một và ở nhà mẹ Vi làm hết, cho nên là Vi cũng ít khi phải nấu ăn. Thì lên đó thì cách biệt với phía bên ngoài thì không có hàng quán gì xung quanh để mình ăn được tiện nghi như là ở trung tâm Đà Lạt hết. Thì ở trên đó thật ra cũng có cái option là họ cung cấp bữa ăn cho mình, nhưng mà một phần là muốn tiết kiệm chi phí, với một phần thứ hai là cũng để cho mình đỡ rảnh, thì tụi Vi đã chọn cách là mình tự nấu ăn. Thì ở đây có một cái vườn trồng rất là nhiều loại rau. Hằng ngày thú vui của mình á, là mang rổ ra vườn hái rau, xong rồi là nấu ăn quần quật suốt cả ngày à, nhưng mà vui lắm. Thì có gì nấu đó thôi, không có cầu kỳ được, tại do là mình thiếu nguyên liệu á. Thì có hôm thì mình nấu canh mây nè, vì là trong trại có sẵn trứng gà, trong trại có nuôi gà luôn, và hái cà chua và rau ở ngoài vườn. Hôm thì mình nấu pizza theo cái Việt Nam, là đó do đó là đợt Tết cho nên là tụi mình có mang bánh chưng dư từ trong Tết lên á, và tụi mình chiên lên làm bẹp ra cho nó giống một cái pizza, rồi phủ phô mai, phủ xúc xích này nọ lên. Thì có hôm thì mình ăn gà, nói chung là cũng rất là đầy đủ chứ không có thiếu thốn. Nghe Vi kể về một cái mảnh vườn mà có rất nhiều loại rau tươi, rồi có gà và trứng gà rất là tươi đó, là Linh cũng có thể hình dung ra cái bữa ăn đó cho mình có cảm giác rất là ngon miệng hơn rồi. Mà đặc biệt là chính tay mình nấu thì nó phải ngon hơn Và rồi. lúc nấu xong thì kiểu là rất là háo hức để ăn đúng không? Ừ, đúng rồi, kiểu như là mình cũng hồi hộp xem mình có ăn được không đó Linh, nhưng mình rất là háo hức luôn. Nhưng mà may quá không bị fail món nào hết. Rồi xung quanh nhận xét là sao tụi em ăn uống xôn tủ quá vậy, ai ở đây cũng ăn uống đơn giản hết á. Cảm ơn Vi đã chia sẻ. Linh nghĩ là đó là những cái trải nghiệm mà không phải là lúc nào mình cũng có, và đặc biệt là phải thật sự dũng cảm và can đảm để mà đi tới một nơi thật xa, và cũng như là tắt hết những cái điện thoại nè, xong rồi và phải thật sự mở lòng để làm quen được những người bạn mới. Thì Linh nghĩ là đó là một trong những cái trải nghiệm mà không phải là lúc nào mình cũng có lần thứ hai trong đời. Sắp tới thì Vi có dự định là sẽ đi tới vùng đất nào nữa hay không? Sắp tới thì Vi có dự định là quay trở lại cái nơi mà Vi dành tình cảm nhiều đó, nơi mà Vi vừa mới chia sẻ, thì Vi dự định là cuối năm nay Vi sẽ đặt được lên đó, và một chuyến đi du lịch nước ngoài nữa, nhưng mà đi tới đâu thì chưa biết. Còn cái chuyến mà lên thung lũng Đạ Sa thì là chắc chắn. Lần này là đi 1 tháng không? 1 tháng tắt điện thoại. Xong rồi về nghỉ việc luôn hay lên ha, Vậy tại bị đuổi á Linh. là 1 năm là Vi sẽ tự thưởng cho mình một chuyến đi trong nước và một chuyến đi nước ngoài đúng không? Nước ngoài thì một, nhưng mà trong nước tôi nghĩ là Vi đi nhiều hơn á, có thể là không đi xa, chỉ là từ đây đi đến miền Trung hoặc là vùng Đông Nam Bộ thôi, nhưng mà sẽ đi nhiều hơn một lần. Trong suốt cái quá trình mà Vi đi đến những điểm khác nhau của đất nước, thì có một cái vùng nào mà Vi cảm thấy là mình rất là thích và mình lúc nào cũng muốn quay lại hay không? Đó chính là Đà Lạt. Thì do là Vi không biết tại sao nữa, mà ngay từ lần đầu tiên mà Vi lên Đà Lạt á, thì Vi đã có tình cảm đặc biệt với chỗ này rồi. Và kể từ đó tới nay thì năm nào Vi cũng phải đi ít nhất là 1-2 lần. Năm nào không đi thì cảm thấy rất là thiếu thốn. Với lại Đà Lạt cũng là nơi mà chứa nhiều kỷ niệm của Vi á, nhiều dấu mốc cuộc đời của Vi trên đó. Ví dụ như là nơi mà hai vợ chồng mình gặp nhau nè, nơi mình tổ chức anniversary, và là nơi mình chụp hình cưới. Và nếu mà có điều kiện thì chắc là sau này mình cũng sẽ muốn sinh sống tại Đà Lạt. Xong rồi lại lập ra một cái trại dành cho bản thân. Maybe nếu có điều kiện. Sau cái buổi này, Linh có cảm giác như là Vi rất là thích tìm đến những cái nơi mà rất là không ồn ào xô bồ, và cũng có mang một cái gì đó rất là khác người. Vậy thì từ đâu mà Vi có thể tìm được những cái nơi này, hoặc là khi mà Vi quyết định đến những cái chỗ này thì Vi có cảm thấy một cái gì đó sợ hay không? Bởi vì những cái nơi này thì nó không giống như những cái chuyến đi bình thường của những người khác. Thì cái quá trình mà Vi tìm kiếm và Vi quyết định là mình sẽ đi, mình trải nghiệm thì nó sẽ như thế nào? Vi biết đến chỗ này là do một người bạn của Vi giới thiệu.
Và khi mà bạn đã nói với Vy là bạn đã không rủ được ai, vậy là không ai thích cái chỗ này hết. Nó ghê quá đi, nó sao mà nó hoang vu hẻo lánh vậy, mình ở đó cũng không có gì chơi hết trơn á, thì mọi người hay là sợ nhàm chán. Mà khi mà Vy nghe thì Vy thích liền luôn, và Vy ra quyết định đi trong vòng tích tắc, là nghỉ ngay một tuần sau Tết, là Tết là được nghỉ 7 ngày theo lịch nhà nước rồi. Và Vy sợ đông với lại là hết chỗ, cho nên là nghỉ luôn một tuần sau Tết để đi ngay chứ không muốn delay. Là Vy cảm thấy Vy rất là gắn bó với chỗ này, cho dù là mình chưa lên đến, và tới nơi thì cũng không có thấy sợ gì hết, chắc là do mình thích quá, thấy rất là thiên nhiên mà mình sống thật với con người của mình ở trên đó. Có vẻ như là Vi đưa ra những quyết định rất là nhanh chóng, nếu mà những cái nơi đó khiến mình cảm thấy thích và mình cái trực giác của mình bảo với mình là ok, mình sẽ rất là thích, mình sẽ rất là enjoy nơi này. Thường thường là Vi sẽ thích đi một mình hơn, đi với người bạn đồng hành của mình hơn, hay là sẽ thích đi với một nhóm bạn hơn? Vi thích đi hai người hoặc là một nhóm nhỏ. Do cá tính của Vi là không có thích quá ồn ào xô bồ, cho nên là Vi cũng ít, rất là ít đi kiểu nhóm lớn mấy chục người lắm. Vi thấy không khí nó khá là loãng, và không phải là ai trong nhóm đó mình cũng thân á, thì mình sẽ không tự nhiên thoải mái. Cho nên là thường Vi sẽ đi hai người với một người mà Vi thân, hoặc là Vi đi một nhóm nhỏ tầm 3-4 người thôi, và phải đảm bảo là những người trong nhóm đó có connection tốt với nhau thì chuyến đi của mình nó sẽ vui hơn. Rồi thì đi theo công ty du lịch thì họ đã có sẵn lịch trình rồi, thì họ đưa mình đi đâu mình đi đó thôi. Mà vì thấy nó khá là nhàm chán á, kiểu như là những chỗ mà mình không thích đi, ví dụ như là chỗ mua sắm này nọ nè, họ cứ lùa mình vô, hoặc là ăn uống mình cũng không theo đuổi ý mình. Cho nên vì thường là đi tự túc, thì đi tự túc phải mình chuẩn bị, phải chuẩn bị trước đó khá là lâu, 2-3 tháng hoặc là nửa năm, thì bao gồm là tiền khách sạn, book khách sạn, book cái máy bay giá rẻ nè, săn deal, rồi lên lịch trình. Thì mỗi khi mà đi đâu thì Vi thường đảm nhận vai trò là lên lịch trình cho nhóm. Mình sẽ lên cụ thể là ngày nào mình đi đâu. Và trước khi lên được cái plan đó thì Vi đã phải tìm cái thông tin xem là cái địa điểm mà mình muốn đến đó, có cái gì hay để vui chơi, cũng như là ăn uống, để lên được plan và sắp xếp các vị trí, các lịch trình như thế nào để mà thuận tiện đường đi nhất và ít phải di chuyển nhiều nhất, để mình tận dụng thời gian để mình chơi được nhiều hơn. Và thật thì cũng đã đến phần cuối của chương trình rồi, và thường á, thì phần cuối của chương trình thì Linh luôn sẽ hỏi khách mời một câu hỏi. Tuy nhiên là hôm nay thì mình muốn hỏi thêm một câu nữa. Ok Linh, tôi rất sẵn sàng. Ok, và câu hỏi đầu tiên là Linh nghĩ hồi nãy Vi cũng phần nào trả lời rồi, tuy nhiên là mình sẽ hỏi rõ hơn là nếu mà Vi được lựa chọn một nơi để mình có thể sống cho phần còn lại của cuộc đời thì cái nơi đó sẽ là như thế nào, và Vi có thể diễn tả về nơi đó được không? Thì như nãy giờ trao đổi thì chắc là Linh cũng biết là Vi rất là thích Đà Lạt đúng không? Thì đó cũng là đáp án cho câu hỏi này của Linh. Thì plan của Vi á, là sẽ về hưu sớm, là mình sẽ Plan của rất nhiều người. không biết có làm được không, nhưng mà cứ mơ mộng đi trước đã. Thì mình sẽ tiết kiệm tài chính bây giờ và để về hưu sớm, và lên đó, lên Đà Lạt để sinh sống. Thì có thể là mở một cái homestay hay một quán cà phê nhỏ xinh gì đó, không cần phải gần trung tâm lắm, tại vì khá là giá đất khá là đắt đỏ ha. Thì có thể là hơi xa xa nhưng mà vẫn đảm bảo là mình được sống gần với thiên nhiên và vẫn có đảm bảo về kinh tế. Thì đó là cái mà tụi tôi đang plan. Ồ, vậy thì chắc chắn là sẽ có một khu vườn nè để mà mình có thể trồng rau, trồng hoa, cũng có cái quán cà phê để mà kinh doanh gì đó đúng không? Trong đầu Vi đang nghĩ là một căn nhà bằng gỗ nho nhỏ thôi, và xung quanh đó có một mảnh vườn trồng cây với lại trồng hoa, và cũng sẽ nuôi thêm mấy em cún hay mấy em mèo nữa, tại vì Vi rất là yêu động vật. Wow.
thật là một cái plan rất là tuyệt vời, mong là Vi sẽ sớm thực hiện được cái plan đó. Và câu hỏi thứ hai là Linh biết là bây giờ Vi đã có người bạn đồng hành để đi du lịch rồi, tuy nhiên là nếu mà bây giờ Vi có thể lựa chọn một người, có thể là người nổi tiếng cũng được hoặc một người bất kỳ nào trên đời để có thể đi du lịch cùng với mình thì Vi sẽ chọn ai? Hà Vi đặc biệt rất là thích ca sĩ Lân Nhã, không biết là Linh có biết không? Linh cũng rất thích nghe ca sĩ Lân Nhã hát luôn. Thứ nhất là giọng hát rất là hay, với lại là Vi rất là ngưỡng mộ anh ca sĩ này, là anh ấy no scandal và anh chỉ đi lên bằng thực lực với giọng hát mình thôi, cho nên là so với các ca sĩ khác á, thì có là hơi bị không nổi tiếng bằng, nhưng mà Vi rất thích cái cách phát triển của ảnh và cái dòng nhạc của ảnh thì cũng là cái gu nhạc mà Vi luôn thích và đang nghe, thì đặc biệt là trên Đà Lạt mà nghe những cái bài của ảnh thì rất là chill luôn, thì kết hợp hai yếu tố đó thì Vi nghĩ là Vi sẽ muốn đi du lịch với Lân Nhã một lần. Để lên đó được nghe anh hát miễn Yes. phí. Anh về là phải bỏ tiền mua tour của anh rất là Vậy thì xin mời bạn đến Mây Lang Thang để có thể nghe những buổi hát mắc. live trên Đà Lạt. Ok, rất cảm ơn Vi đã dành thời gian chia sẻ và đến với cái podcast này. Thì chắc là bây giờ cũng đã sắp hết thời gian rồi. Thì lời cuối cùng, Vi có muốn chia sẻ gì đến khán thính giả của podcast này? Có thể xách ba lô lên và đi và truyền cảm hứng dịch chuyển đến cho họ hay không? Có một tip mà Vi muốn share với các bạn đó là mình hãy quyết định nhanh nhưng hay mình hãy plan thật kỹ. Quyết định nhanh tức là một khi mà bạn có dự định đi đâu đó thì bạn hãy ra quyết định đi, đừng chần chờ với lại đừng đừng phân vân gì hết, tại vì cuộc sống mà mình đâu có thể biết được ngày mai như thế nào. Thì khi nào mình đi được mình cứ đi. Cái xác suất mà Vi thấy cái trip của mình thành công khi mà mình chần chờ rất là thấp. Cho nên là cứ thích là xách ba lô lên mà đi thôi. Còn khi mà sau khi mà mình đã quyết được mình đi đâu á, thì mình lại phải nên plan thật kỹ, mình dành nhiều thời gian cho nó để đảm bảo là cái chuyến du lịch của mình được thuận lợi nhất. Ồ, cảm ơn Vi. Đây là một cái tip rất hay nha. Tức là luôn sẵn sàng và khi mà cơ hội đến và mình biết được cái vùng đất mà mình thích đi là gì thì mình chỉ việc quyết định đi trong tích tắc thôi, giống như Vi đã từng quyết định đối với chuyến đi lên trại ở Đà Lạt của Vi. Ok, và bây giờ đã đến cuối của chương trình rồi. Rất cảm ơn Vi và hẹn Vi trong một số podcast sắp tới. Cảm ơn Linh, Vi cũng rất là vui khi được tham gia chương trình này để có thể chia sẻ những trải nghiệm về du lịch của Vi với mọi người. Và bây giờ chào tạm biệt mọi người. Thì tạm biệt các bạn.